Để vẽ sagu máy, chúng ta vẫn sử dụng câu lệnh là beam system. Tuy nhiên, cần phải có một cái thủ thuật ở đây, đó chính là cái mặt phẳng làm việc khi thực thi câu lệnh beam system nó phải là mặt phẳng song song các cái viên kéo chéo này. Để thực thi được việc đó, chúng ta hãy làm việc trên khung nhìn 3D sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đầu tiên, các bạn hãy lưu ý là chúng ta đang ở thể structure ô work plane là mặt phẳng làm việc. Tôi sẽ chọn vào set work plane, chỉ định mặt phẳng làm việc. Các bạn hãy chọn sang chế độ là pick a plane, tức là tìm mặt phẳng mình mong muốn đi. Tôi sẽ chọn đúng cái mặt trên của cái viên kéo này. Zoom chuột cho đủ lớn, các bạn quan sát được mặt trên này. Nhấp chuột, vậy là cái mặt phẳng làm việc nó đang chuyển sang mặt này rồi. Các bạn có thể nhấp chuột vào cái biểu tượng show work plane này để chúng ta xem xét cái mặt phẳng làm việc chúng ta đang hiện ra đây. Ok, thể structure, ô structure, thực thi câu lệnh beam system, tắt là VS một lần nữa. Tuy nhiên, tôi sẽ đổi sang mặt top là mặt thiên địch để công việc vẽ của chúng ta được dễ dàng hơn. Sau đó tôi sẽ chọn tại ô draw công cụ rectangle vẽ hình chữ nhật. Tôi quy định nó sẽ bắt tại điểm biên của cột này. Các bạn có thể vẽ đặt thừa ra một đoạn được đúng không ạ? Escape. Đang ở trong môi trường phác thảo này, các bạn dùng lệnh Alt Align căn sao cho cái mép này nó ăn vào cái phần dưới của sàn, khóa cứng lại. Tương tự như vậy cho biên bên trái, khóa cứng lại. Escape, dùng cái lệnh D đo khoảng cách từ cạnh này đến điểm tại đây. Các bạn chọn cạnh này và để giá trị đây là về 600 rồi ạ. Chọn Beam Direction, chỉnh cái phương giải dầm. Mình sẽ giải dọc theo cái tòa nhà này mà chúng ta đang bố trí hexagon mà. Khoảng cách tối đa là 1m2. Bạn đang dùng loại dầm gì? Đang dùng loại dầm chữ Y. Tôi sẽ thay bằng cái loại thép hộp tiết diện chữ nhật, nhưng chúng ta sẽ thực thi ở cái bước sau. Các bạn hãy nhấp chuột vào Finish Edit Mode để thoát khỏi môi trường vẽ phác thảo đi. Chúng ta chọn sang góc nhìn 3D khác để quan sát cái hệ sagu mái mà chúng ta vừa bố trí tại đây. Các bạn để thấy nó đang nằm ở phần dưới như chúng ta đã bố trí đây rồi.